Hello anh em. Ngày hôm nay thì cường sẽ lên sóng cho anh em một chiếc sub gọi là siêu vip nhá, một cái thương hiệu một cái model cao cấp của Italy. Và trước mắt quý anh chị đây là sub FBT. FBT anh chị nhá. Đây là cái sub 5 tấc và cái model của nó là Supply 118SA. Cái này hàng đã qua sử dụng anh chị nhá. Cái này thì giá mới nó rất là đắt. Ở đây mình có một chiếc hàng đã qua sử dụng rin đẹp của anh chị nhá. Nó cũng có trầy sức ít thôi nhá chứ không thể trầy sức nhiều anh chị nhá, rất đẹp. Như thế này là rất đẹp anh chị này. Đó, mình về lâu nay rồi. Đó, cái này thì mình tính để ghép vào bộ bán cho khách, ví dụ khách mua combo trăm 200 gì đó thì mình sẽ ghép vào cho người ta có cả súp. và thôi đây mình bán lại anh chị nào cần thì có nhu cầu thì liên hệ cường sẽ bán giá sale cho quý anh chị giá siêu rẻ luôn. Mình bán cho anh chị chiếc súp này giá chỉ có 37 triệu thôi anh chị nhé Giá 37 triệu và không bao gồm phí ship anh chị nhé Đây là Supply 118SA made in Italy anh chị nhé Hàng rin đẹp anh chị nhé Rin đẹp Rin đẹp Nó trầy xước ít lắm Đây Trầy xước rất là ít anh chị nhé Đây anh chị thấy chưa mấy bữa cường chụp hình nó không rõ nó bị lo loá cái cái bóng điện nhìn nó xấu ha ở đây mình sẽ quay quay thực tế cho anh chị xem này. Đấy. Đây là supply anh chị nha, supply 118 SA sub 5 tấc. Cái này mà anh chị nào chơi gia đình à, hoặc là quán cà phê thì y bài luôn nhá gia đình mà anh chị nào chơi phòng lớn lớn ha. Còn ví dụ phòng tầm 30 m2 anh chị chơi này dư luôn đó. anh chị chỉ cần mở lưu riu thôi ha. Đó. Cái này phòng cỡ tầm 40 m2 đánh thoải mái. Đây, supply anh chị nha. Supply 118SA giá mình bán à, bán thanh lý luôn anh chị nhá, bán thanh lý. Giá bán thanh lý 37 triệu một chiếc với anh chị nha Lưu ý là chỉ có một chiếc thôi nhá. Còn anh chị muốn mua cặp thì chúng ta sẽ mua thêm cái mới. Bên cường có phân phối hàng mới luôn nha anh chị nhá. Hàng mới của nó thì à, năm năm mấy mấy gần 60 triệu một cặp. Anh chị à, một chiếc anh chị nhá. Sorry, sorry anh chị nhá. Hàng mới thì giá nó tầm à, à 57 58 triệu đó, ha? 57 triệu mấy trăm một chiếc anh chị nhé Còn cái này hàng là qua sử dụng còn rất là đẹp, rin đẹp anh chị nhá. Mình sẽ bán thanh lý với giá là 37 triệu anh chị nhá. Một chiếc duy nhất thôi ạ. À. Có có kèm rắc nguồn cho anh chị luôn nhé Anh chị mà mua cái rắc nguồn này một cái rắc nguồn là không là mấy trăm nghìn một cái rắc thôi nha. Đây mình sẽ kèm theo rắc nguồn cho anh chị luôn ạ. À. Rồi anh chị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0946 734646. À, xin nhắc lại đây là supply anh chị nha, supply FPT supply 118 SA made in Italy. Rồi, bây giờ chào anh chị. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với Cường. Đó, rất đẹp, rin đẹp anh chị nha. Giá ve chai